Cuộc thi năm nay được tổ chức tại tỉnh Antwerp, miền Bắc nước Bỉ. Hàng trăm người đàn ông với những bộ râu và ria mép độc lạ đã tham gia tranh tài tại các hạng mục như bộ râu hoàng gia, bộ râu tự nhiên có chiều dài trên 30 cm, bộ râu có hình dạng độc đáo nhất. Có thể nói những bộ râu và ria mép tham gia cuộc thi là những tác phẩm nghệ thuật tạo hình thực sự. Bộ râu giành chiến thắng của tôi lấy cảm hứng từ Anne, một huyền thoại về râu. Tôi thực sự hãnh diện với chức vô địch này. Hạng mục thi phong cách tự do thường là phần thi khó nhất vì bạn sẽ chẳng thể biết nên tạo hình bộ râu như thế nào để giành chiến thắng. Mỗi lần tham dự giải, tôi lại nghĩ một kiểu khác nhau. Thật may mắn là tôi đã được giải. Cuộc thi vô địch thế giới lần tiếp theo sẽ được tổ chức tại Auckland, New Zealand vào năm 2021.